năm mới, chúng ta đã nhận lời mời tạm gác lại những công việc du xuân của mình để cùng trở về tham dự và chúc mừng cho quán ăn ngon được khai trương Hồng Phát. Và ngày hôm nay thì quán ăn ngon đang được tổ chức buổi lễ khai trương đúng với ngoài trời đang có những hạt mưa xuân nhẹ nhẹ. Và như người xưa các cụ vẫn thường nói rằng những buổi tiệc lớn, những sự kiện quan trọng trong cuộc đời như là cưới vợ, làm nhà hay khai trương thì nếu như có những hạt mưa sẽ là một tín hiệu vô cùng vui, bởi vì cơn mưa sẽ mang lại sự mát mẻ và đây chính là ngày đại cát đại lợi. Vâng, quả thật là như vậy. Ngày hôm nay thì quán ăn ngon được các hoa nồng nhiệt chào đón quý vị cùng trở về chung vui tham dự buổi lễ khai trương. Và những lãng hoa tươi thắm, những tình cảm, những lời chúc gửi tới quán ăn ngon, một lời kính chúc khai trương Hồng Phát đại cát đại lợi. Và nhân dịp đầu xuân năm mới này chắc chắn sẽ là một sự khởi đầu vô cùng thuận lợi đối với quán ăn ngon. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng được chào đón lên sân khấu chủ của quán ăn ngon ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành một tràng vào tay để cùng chào đón anh Trần Văn Cương ạ. Chắc chắn là với cái sự đam mê cũng như là nhiệt huyết và đã nỗ lực để cùng xây dựng nên quán ăn ngon cơ sở 2 ngày hôm nay, một chàng trai đang còn rất là trẻ thôi quý vị, mới chỉ 30 tuổi nhưng quán ăn ngon này đã là cơ sở 2 và cơ sở 1 cách đây 800m, chắc chắn là đã hoạt động thành công và đã trở thành một thương hiệu uy tín rồi thì mới có cơ sở 2 đúng không ạ? Và ngay trong cái buổi lễ khai trương này, chúng ta sẽ được lắng nghe những lời phát biểu mộc mạc chân tình từ anh Trần Văn Cương là chủ của quán ăn ngon. Xin mời ạ. Thì thay mặt cửa hàng em xin phép cảm ơn các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các anh chị em, bạn bè gần xa đã đến chung vui với dự bữa cơm thân mật với vợ chồng em. Và thay mặt vợ chồng và gia đình em xin cảm ơn mọi người đã đồng hành với vợ chồng em 6 năm qua. 6 năm cũng là một con số cũng không ngắn và cũng không dài, nhưng nó cũng là đủ một cái nền tảng để bọn em gây dựng sự nghiệp. Thì trong quá trình gây dựng sự nghiệp có gì sơ suất thì mong mọi người thông cảm. Và em rất chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc tân gia và khai trương với vợ chồng em ạ. Nếu có gì sơ suất thì mọi người thông cảm giúp gia đình ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng cho anh Trần Văn Cương, chị Trịnh Thị Hiếu, hai vợ chồng tuổi đời đã còn rất trẻ nhưng chia sẻ với tất cả quý vị 6 năm qua ở cơ sở 1 của quán ăn ngon đúng không ạ? Và con số 6 ngày hôm nay nó tròn chính, và con số mà theo quan niệm phong thủy thì đây chính là con số tài lộc đấy đúng không ạ? Con số rất là đẹp, không có nghi ngờ gì nữa. 6 năm qua quán ăn ngon đã tạo dựng nên một thương hiệu uy tín, vì thế mới có cơ sở 2 ngày hôm nay. Và con số 6 cũng đã được anh Trần Văn Cương lựa chọn để ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến đây để chúc mừng cho khai trương cơ sở 2. Và như lời chia sẻ của anh Cương thì rất mong là khai trương cơ sở 2 rồi thì quý vị hãy tiếp tục ủng hộ. Và trong cái những ngày đầu setup thì chắc chắn là cũng không thể tránh khỏi sơ suất về cái đội ngũ phục vụ, về những công tác chuẩn bị. Vì thế mà quán ăn ngon cơ sở 2 cũng rất mong sẽ đón nhận được những lời góp ý, những lời động viên của tất cả những khách hàng thân thiện cũng như là những người thân gia đình để quán ăn ngon cơ sở 2 chuyên nghiệp hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa, và đặc biệt hơn là với đội ngũ đầu bếp lành nghề và uy tín đã được quán ăn ngon mời về để phục vụ tới tất cả quý vị khách hàng thân yêu của chúng ta, cũng như là đội ngũ lễ tân phục vụ một cách tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp. Thì mong rằng quán ăn ngon sẽ là điểm đến tin cậy cho các sự kiện event, các buổi tiệc cưới, hoặc là ghi lại những dấu ấn khoảnh khắc với đội nhóm, với bạn bè trong tương lai tới. Một lần nữa chúng ta cùng vang lên những tràng vào tay thật lớn, thật đồng nhiệt để chúng ta cùng chúc mừng cho quán ăn ngon cơ sở 2 khai trương ngày hôm nay Hồng Phát được không ạ? Xin cảm ơn anh Trần Văn Cương rất nhiều. Xin mời anh, chúng ta sẽ cùng di chuyển tới những bàn tiệc để cùng nâng chén rượu nồng chúc xuân năm mới và cảm ơn tới tình cảm của tất cả quý vị. Và qua đây cũng cho Lệ Mỹ xin được thay lời cho anh Trần Văn Cương và chị Trịnh Thị Hiếu, chính là chủ cửa hàng quán ăn ngon cơ sở 2, xin được cảm ơn với những tình cảm, sự hiện diện của tất cả quý vị và cảm ơn những lãng hoa tươi thắm, những lời chúc mừng khai trương Hồng Phát tới quý vị. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì cũng xin được gửi tới quý vị lời chúc xuân bình an, may mắn, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Yeah, yeah.